ngày 2 tháng 12, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cùng đoạn clip về một cô gái bị chặt chém ở Hồ Gươm với 80.000 đồng cho một củ khoai nướng. Theo đó, cô gái cùng bạn bè ăn hết 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng và 3 bắp ngô tại một quán vỉa hè Hồ Gươm, Hà Nội. Đến khi thanh toán, nhóm bạn phải trả 580.000 đồng, trong đó khoai là 80.000 đồng một củ, trứng là 20.000 đồng một quả và ngô là 20 đồng một bắp. Sau khi cô gái tỏ ra phản ứng với mức giá quá đắt, thì người phụ nữ bán hàng nói, nhập khoai vào giá đã đắt rồi do vào đêm muộn nhóm bạn đã phải chi trả số tiền trên lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết đã giao các đơn vị chức năng xác minh thông tin sự việc và xử lý nghiêm nếu có vi phạm vị này cũng khẳng định việc bày đồ bán hàng rong ở khu vực trên là trái phép